Tính đến cuối tháng này, xuất khẩu gạo ước đạt khoảng 3 triệu tấn và mang về hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc củng cố chất lượng sản phẩm, tiếp tục khai thác tốt dư địa từ các thị trường đã và đang giúp ngành gạo nước ta có thêm nhiều cơ hội để xác lập các kỷ lục mới về xuất khẩu. Đây là lô gạo chất lượng cao đang chuẩn bị xuất khẩu đi bờ biển Nga và Ghana. Ngoài hợp đồng hơn 20.000 tấn gạo thơm phải giao cho các nước Tây Phi, nhà máy này còn có cơ hội ký thêm nhiều hợp đồng mới. Năm nay cái nhu cầu của Indo cũng rất là cao, khoảng hơn 3 triệu 6 tấn. Thì cách đây một tuần họ cũng vừa mở thầu, Việt Nam trúng khoảng 110.000 tấn. Thì cái việc này nó giúp cho cái giá gạo của chúng ta nó rất là tốt. Để chủ động tài chính, hiện các nhà máy gạo đang chuyển từ ký các hợp đồng dài hạn sang ngắn hạn khoảng 2 đến 3 tháng. Theo các doanh nghiệp gạo, tác động tiêu cực của El Nino cùng với lệnh ngừng xuất khẩu từ Ấn Độ khiến cho nguồn cung gạo toàn cầu bị sụt giảm. Những quốc gia ít ảnh hưởng như Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để gia tăng giá trị và sản lượng gạo xuất khẩu. Cái giá cả nó sẽ ảnh hưởng rất lớn vào cái yếu tố chỗ là thời tiết và chỗ yếu tố của nhà xuất khẩu Ấn Độ. Do vậy thì trong những cái thông tin tổng hợp được thì tôi thấy rằng là trong năm 2024 ít nhất là tới quý 2 nó vẫn duy trì ở mức tốt, giá tốt. Thực tế giá gạo Việt Nam đang cao hơn so với gạo Thái Lan và Ấn Độ từ 5 đến 10%. Khi ngay trong quý 2 này có mức bán bình quân đạt hơn 650 đô la Mỹ trên 1 tấn. Việc ưu tiên chế biến các dòng gạo thơm khai thác có hiệu quả nhiều ngách thị trường tiềm năng sẽ giúp cho ngành gạo nước ta tiếp tục tăng trưởng và bứt phá.